chỗ coi vé coi. Đây nha các bạn, đông lắm á nha, không phải đông lắm mà cũng đông á nha. Thì chỗ đậu xe không có, ở đây là cái chỗ mình sẽ đi chỗ này là cho các bạn coi là mình sẽ đi khai báo đôi thân nhiệt thằng nào nha. Các bạn ơi, đây là những cái khu xe du lịch nè, đảo Phú Quốc nè, phòng vé nè, ở đây là vé công ty Việt Nam, công mình đi công ty gì? Superdong đúng không? Mình đi Superdong thì vé của Superdong á, từ đây qua mình đi tới Hòn Hòn Sơn có rất nhiều giá nha, để hồi mình lấy cái bảng giá cho các bạn xem nha. Thì ở đây là cái cảnh cũng không có đông nha các bạn. Sao sao con có đi đi qua Hòn Sơn lần nào chưa? Chưa. Vậy chuyến này đi là coi lần đầu đúng không? Có háo hức được không? Không có. Vậy là qua bữa là mình sẽ làm gì, mình nên sẽ làm gì đây? Đi ăn đồ các thứ. Dạ. Yeah. Ăn ha. Thằng thích ăn đồ biển không? Thích. Vậy đi. Thì một hồi mình sẽ đi lên tàu như thế nào, rồi đoạn đường nó bao lâu thì cho các bạn biết nha. Nhưng mà hôm nay thì mình đi từ Long Xuyên mà đi đường cao tốc thì đi đoạn ở đây cũng nhanh, khoảng tiếng đồng hồ thôi à. Thì bây giờ mình phải đi tàu nữa, bây giờ mình đang chờ tàu. Rất đông à các bạn, xe nhiều nha. Đi lên nào. Tới rồi nè, bạn thấy không? Đây là xã Lại Sơn, Hòn Sơn. Đây chiếc tàu đây mình đi nè các bạn, Superdong X. Đây nghe, tôi đem trứng qua này nè, nghe qua giao. Rất là đông nha. Các bạn ơi, mình đã tới Thọ Sơn nè, đây là mình đang trên đường đi bộ vô nè. Tối mà đi cho nó. Dạ, con theo. Này các bạn ơi, thì mình là quốc tịch nước ngoài cho nên lúc mình đi tới đây thì mình phải khai báo. Đi theo gái này xong để khai báo. Còn đây, có phòng hai chị... giường. Vậy là cho coi cái toilet này. Đúng là giống là bia xét luôn đó nha.
số cái đèn ở đây thôi, hơi bị tối, tiếng ồn không có tiếng, không có cái, nhưng mà mấy hút mới nhỏ đây, cái phòng nhỏ đây sạch đẹp. Mình gần nhìn ra nè, cái cảnh này rất là tuyệt luôn nè, tuyệt cái cho bọn. Nhưng mà chỉ có người rồi cái mình trước cái phòng tắm của mình. Của ai á mày. Đẹp nha. Phong cảnh rất là tuyệt vời nha. Mát, rất là mát. Đi, mình qua đây, mình sẽ qua đây mình cho coi. Trái tim nè, ngày lễ tình nhân mới qua nè. Chừng coi trái tim nè, trái tim rất là to luôn. Đây, mình sẽ gà bè nè. Đừng có đút tay ngoài nha. Đừng đút tay ngoài nha. Đem dép lên bè đi, đem dép lên bè luôn đi. Sợ người ta đi với tài lộn mình nó câu. Rồi, lên từ từ đi. Sống không có là tụt chết không anh.
A few moments later. Không có đâu lặng chờ. Đó, có cái phân là. Có cái đâu lặng. Dạ. Không biết mẫu không vừa. Ê, có cá không? Mày đây. Vô. Không, cầm ra kéo ra, kéo ra. Kéo ra. Lỗ mũi, lỗ mũi à. Đưa cái miệng ra. Cầm này nè, cầm không, nguyên cái tay vậy nè, kéo ra. Cứng quá, cứng này. Còn chiếc màu đen bốn. Rồi bỏ vô lại, bỏ vô lại. Chưa. Bốn giờ à. Không. Rồi cái nó đi. Không được. Vậy cái tổng ơi. Thở bằng miệng. Làm sao? Nóng quá hả nào? Đi vô đi. Biết bơm rồi hả? Hai xuống phòng. Cái máy xuống rồi, còn gắn máy xuống. Chờ tôi cho cái máy kìa, cái máy kìa. Từ 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 từ. Thả xuống mở cái đan. Thôi 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 thôi. Dạ. Nhảy bên đây đi, nhảy bên đây nè. Qua bên đây, qua bên đây. Thả đi được mày. Anh qua đây, lên qua đây đi. Anh nghe đi. Từ từ kéo lên cho mọi người ơi. Còn cháu mở đầu yếu lắm. Hả? Mượn cho mượn không? Ừ. Khỏi đi không sao đâu. Thôi khỏi đi đi coi. Không lấy gà nữa không, lấy gà không? À chứ. Nhảy luôn, nhảy cái tấm xuống. Biết bơi mà, có áo phao mà. Ừ. Sợ lọt dép á. Chưa Phong. Chưa ba dép nhỏ kìa kìa. Dép bình tinh vậy. Mình không có vô trong đó thì không sao chứ, mình ở ngoài này không sao chứ. Chị Phan chứ hai màu khác nhau có gì đâu. Giữ giữ gì? Giữ ngay chỗ này được nè anh. Ừ, giữ ngay được nè. Ừ, nhỏ rồi, đúng rồi đó. Hai. Dạ được. Một. Hai, ba. Tới 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 Ê, mình chơi cái này gì? Té. Cái gì vậy? Sau lưng, sau lưng đây, đây từ từ. Từ từ. Từ từ. Từ từ từ. Rồi chuẩn bị nha. Rồi. Hai, ba. Đó, như vậy thì đúng đó. Em chụp em cái này. Cho chiếc tài cho chiếc thuyền này cho nè. Đây nào giữ sợi xuống nghe đi. Đeo. Đâu qua 5 cộng 5. Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy không? Lật cho dần nó coi bò bò ô chương này chương đập xuống Ha ha ha.
Tao hỏi em yêu nhau rồi gọi đi khóc.